bạn ha. Hôm nay mình cũng đi câu bạn, cũng mới làm gì à? Cũng ra kiếm con cá bạn. Thì mình cũng vườn xanh nhà cũng vừa phát hiện luôn nè. Đàn rồng bạn thấy không? Ngay chỗ đầu mâu dừa đó ha. Đó. Bây giờ hỏi nha bạn. Các bạn thấy không bạn nè. Xem nha, nó cắn mình cũng chia sẻ cho nhà mình xem. Hơi ánh sáng các bạn. Cái rùng có lát các bạn thông cảm nha. Sai ghê luôn bạn. Cái mẹ đâu mà. Đây các bạn, đang tầm khoảng không cái một vùng. Rồi đem nhảy các bạn à. Nhảy mồi nha. Rồi đem một bọt móc mồi các bạn. Cục ốc cũng qua câu còn nè. Nhìn ra con bầy hai bầy vậy các bạn. Ba con, bốn con hai con.
cũng có cá mà. Cải thiện với ăn gia đình rồi. Chứ cũng có cá ăn cũng đỡ bà ơi. Rồi, em vô móc mồi cho bạn. Rồi, mình có. Mình nhử nó nha. Nó trắng rồi, mình cho mọi người xem. Cá tầm lắm nha. Ăn cây bạn ơi. Anh để cây này. Nó nhảy lên trắng liền mà.
Ui ui. Đúng rồi, 6-7 tầm gà bạn. Đúng rồi. Còn một cái 5 tầm gà, 6 tầm gà vậy ạ. Rồi, quá rồi. Rồi, anh gọi vô bạn. Lấy bịch mở vô các bạn ơi. Quá đã. Còn còn ốc nữa. Quá trời đã bằng. Anh ấp máy mà. Hai con luôn mà. Hai vợ chồng nó luôn á. Được con cá. Mình cắt nha.